chủ đề Vowels và Consonants, E và An. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hai khái niệm quan trọng trong tiếng Anh, Vowels và Consonants. Bạn có biết trong tiếng Anh có 26 chữ cái? Trong đó có 5 chữ cái là Vowels, gồm có A, E, E, O và U. Còn lại là Consonants. Vowels là những âm thanh mà bạn phát ra mà không có sự chặn lại của lưỡi hoặc môi, ví dụ như E trong Apple. Consonants thì khác, chúng được tạo ra khi có sự chặn lại của lưỡi, môi hoặc hàm, ví dụ như B trong banana. Khi nói về A và An, chúng ta sử dụng A khi từ tiếp theo bắt đầu bằng một consonant sound và An khi từ tiếp theo bắt đầu bằng một vowel sound. Vậy đó, đó là một cái nhìn tổng quan về vowels và consonants, cũng như cách sử dụng A và An. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. A cat. An insect. A fish. An ostrich. A duck. A mouse. An orangutan. A giraffe. An elephant. An antelope. An apple. A carrot. A tomato. An egg. An onion. A pineapple. A burger. A cake. A banana. An orange.